nhãn hàng Khương Thảo Đan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Viên xương khớp Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi INBC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sùn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, bệnh thoái hóa đốt sống là một căn bệnh gây ra những ảnh hưởng đối với vấn đề vận động sinh hoạt và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và đặc biệt là hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa và có nhiều người bệnh thì nghe theo những cái bài thuốc dân gian hoặc là những cái bài thuốc truyền miệng nhau đã dẫn đến việc sai lầm trong điều trị. Vậy thì với căn bệnh thoái hóa đốt sống thì có những sai lầm nào trong vấn đề điều trị và phương pháp điều trị ra sao để đạt được hiệu quả an toàn? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe lời chia sẻ của chuyên gia ngày hôm nay, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chào bác sĩ ạ. Chào MC Thanh Phương. Kính chào khán giả của chương trình. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và quý vị khán giả thân mến, nếu như khi chương trình diễn ra và quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến nội dung của chủ đề, xin mời quý vị vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 1800 1156, hoàn toàn miễn cước. Bây giờ kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình nhé. Bình ơi. Gì mà la sùm giống qua đầu nở quá vậy? Đâu có. Nè. Nhăn nhó. Ê, tôi nói ông nghe nè. Tôi nghe mấy cái hội chị em bạn gì đó đồn là ông á là bị đau nhức vai gái dữ dội lắm đúng không? Đúng rồi. Thấy cái gì đây không? Gì? Trời ơi, nói nghe nè. Cái này rất là hiệu nghiệm nè. Ông đau, ông nhức ha, uống vô là ông hết nhức liền. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, tôi có nhiều cách nha. Bây giờ tôi nói ha, để ông thấy cách nào mà phù hợp thì ông sử dụng nghe chưa. Cách thứ nhất là của người tự ớt nó chỉ cho tôi. Là cái lá này nè, ông rửa sạch rồi ông bỏ một nhúm vô, ông nấu, ông uống, đau đâu hết liền đó. Cách thứ hai là của ông thầy Sáu Sơn. Ông chuyên môn, ông lên núi, ông hái những cỏ cây thiên nhiên bằng cái lá này, rồi ông nấu cái, ông cô đặt lại những cái chai này, đó là mình uống ba đời nghe. Thuốc gia truyền đó, uống hết cho tôi nghe 100%. Uống đâu là hết đó, nhưng mình dặn nè, cái này á, thí dụ ông uống vô hết liền thì ông ngưng ha. Cái khi nào 3-4 tháng cậu bị tái đi tái lại thì ông đi mua uống nữa. Uống đi. Đúng. Qua trong giây phút chia tay, Bình ơi xin đừng dạ. Trong giây phút chia tay là như ông Bình ông đi xa vậy đó. Trời ơi không. Sao không cho uống? Dạ con hỏi cô nha. Cô lấy những cái lá cây này nè, cô có đảm bảo ở trong đây là lá cây sạch đâu? Sợ khi nhiều chỗ người ta trộn lẫn những cái chất nguy hiểm vô đây nha. Cô uống vô hả? Trời ơi, lục phủ ngũ tạng của mình là hư hết. Nhưng mà sao? Thuốc của chị có bảo đảm được vệ sinh an toàn? Tôi biết tôi chết liền á. Trời đất ơi, vậy mà cũng qua kêu tôi uống. Thì đó, thì tại vì á, tôi thấy ông đau quá mà tự ớt nó nói là uống vô là hết liền, tôi mua cho ông uống đi. Thôi, cậy uống đại đi, biết đâu rồi cái cơ địa phù hợp với thuốc này. Đó. Khoan. Tôi không hát được đâu. Đang vui hoài mày. Sao cái gì? Phải, ý con nói là những cái thuốc mà có tác dụng nhanh như vậy, con nghĩ là trong đó sẽ có chất cấm nguy hiểm. Mình uống vô là hại gan hại thận, không có tốt đâu. Con biết con, chú bị cái bệnh đau nhức vai gái rồi thói quá cục sống nữa, nhức lắm chịu không nổi. Chú Bình với cô Phụng bình tĩnh nghe con nói nè. Bây giờ chú Bình bị thoái hóa đốt sống đúng thì rồi, phải nghe chuyên gia tư vấn mới biết cách điều trị. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật của chúng ta là bị thoái hóa đốt sống và cảm thấy là bị đau dữ dội. Vậy thưa bác sĩ, thoái hóa đốt sống là căn bệnh như thế nào mà tại sao lại bị đau dữ dội đến thế ? Cái cột sống của chúng ta đó, nó đi suốt dọc từ ở cổ cho đến cái vùng cùng của chúng ta. Đặc biệt là cái cột sống thì nó có tác dụng là chịu lực cho cơ thể. Thoái hóa đốt sống là gì? Là khi mà các đốt sống ở trên cái cột sống của chúng ta nó bị mòn đi, cái lực của nó sẽ bị lệch đi và khi đó nó sẽ gây đau. Thì nếu mà để cho cái tình trạng mà nó chèn ép vào rễ thần kinh, hoặc là khi thoái hóa cột sống nó kèm theo cái hiện tượng viêm, nó sẽ làm chèn ép vào rễ thần kinh, thì khi đó nó sẽ gây đau tê. Và khi tê thì nó sẽ lan dọc ra chân tay, và có thể nó sẽ làm cho chúng ta bị teo cơ,
chúng ta bị yếu chân tay và có thể chúng ta bị liệt. Thoái hóa cột sống thì nếu chúng ta không điều trị sớm, nó có thể gây nhiều biến chứng lắm. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cột sống của chúng ta bị biến dạng. Có thể là chúng ta sẽ bị vẹo cột sống nè, hoặc là có một số trường hợp lớn tuổi sẽ bị gù cột sống chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là giữa hai cột sống, đốt sống thì nó có cái đĩa đệm. Khi mà cột sống của chúng ta thoái hóa quá nhiều thì nó có thể gây một tình trạng đó là thoát vị đĩa đệm. Hoặc là khi cột sống của chúng ta nó bị thoái hóa nhiều, nó cũng chèn ép vào rễ thần kinh giống như thoát vị đĩa đệm. Khi chèn vào thần kinh thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái hoạt động của vùng chi, nó chi phối. Ví dụ như ở tay, nó sẽ làm cho tay bị tê, nặng, mỏi, hoặc thậm chí là đôi khi yếu liệt luôn. Ngoài ra thì khi thoái hóa cột sống, nó có một cái ở vùng cổ đó, ngoài cái yếu liệt cái tay ra, nó còn có thể là làm hẹp cái đường mạch máu và đi lên não. Do đó nó sẽ gây cho chúng ta cái cảm giác là gì? Hay choáng váng, nhức đầu, kém tập trung là do cái máu nó lên não không được. Và đặc biệt là chúng ta hay có cái tình trạng là nhức đầu liên tục. Nhức đầu thậm chí không phải do đau mà do là cái lượng máu lên não không đầy đủ. Nên khi phát hiện ra thoái hóa cột sống nên có một cái chế độ tập luyện cũng như là điều trị đúng mức để chúng ta hạn chế nó đến ở giai đoạn cuối của cái bệnh. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta cần phải điều trị thoái hóa đốt sống như thế nào để đạt được hiệu quả ạ? Trong điều trị thoái hóa cột sống tùy theo từng giai đoạn một nó sẽ có những cái phương pháp khác nhau. Tuy nhiên cái phương pháp chung là người ta chia ra là phương pháp điều trị bằng thuốc và một phương pháp là điều trị không dùng thuốc. Cái thứ hai nữa là một cái giai đoạn mà được gọi là điều trị bằng phẫu thuật. Điều trị bằng phẫu thuật chúng ta chỉ áp dụng là khi chúng ta điều trị bằng nội khoa, có nghĩa là bằng thuốc mà không có hiệu quả, hoặc là nó gây nên một cái biến chứng nặng nề như chèn ép, gây teo cơ hoặc là gây yếu liệt thì khi đó bắt buộc phải điều trị bằng ngoại khoa. Còn điều trị bằng nội khoa thì đối với Tây y người ta sẽ sử dụng đầu tiên người ta gọi là điều trị triệu chứng, có nghĩa là làm cho bệnh nhân giảm đau, giảm tê thì người ta sẽ dùng những cái thuốc giảm đau. Trong đó có những cái thuốc giảm đau kháng viêm chẳng hạn. Thì đặc biệt cái thuốc này khi dùng vào chúng ta sẽ thấy là giảm đi cái triệu chứng đau. Nhưng bên cạnh đó thì nó lại có một số cái tác dụng phụ. Tôi lấy ví dụ như nó có thể kích thích vào cái đường tiêu hóa, nó làm cho chúng ta bị viêm loét dạ dày tá tràng. Rồi có một số cái giảm đau kháng viêm mà không có hiệu quả thì có thể dùng qua corticoid, thì khi đó có thể có những cái tác dụng phụ, ví dụ như là loãng xương nè. Thì đây là một cái khuyến cáo là các bạn khi sử dụng thuốc thì phải có theo đúng chỉ định của thầy thuốc. Bên cạnh đó thì các nhà chuyên môn còn phải phối hợp thêm những cái thuốc để phục hồi lại cái sụn khớp. Ngoài cái dùng thuốc bằng Tây y ra thì có thể là kết hợp với cái phương pháp hiện nay là kết hợp với những cái sản phẩm từ dược thảo. Thì mong muốn từ những cái sản phẩm từ dược thảo là như thế này: từ lâu đời lắm rồi nó đã có tác dụng là lên cái hệ thống của xương khớp, nhưng mà nó chưa được chứng minh. Và ngày nay nhờ cái phương pháp khoa học hiện đại của chúng ta đã chứng minh được là những cái vị thuốc, đó là những cái dược thảo nó có cái tác dụng giảm đau kháng viêm giống như những cái thuốc Tây y của chúng ta. Nhưng cái tác dụng của nó là lâu dài và nó có tác dụng của nó chậm từ từ. Nên thường khi chúng ta sử dụng chỉ những cái người bệnh nhân hay nôn nóng lắm, nghĩa là nếu uống vào mà không thấy thì thích đi uống cái thuốc Tây y nhiều hơn. Cái thứ hai bên cạnh đó thì hiện nay khoa học đã chứng minh là những dược thảo đó lại có tác dụng là hỗ trợ cho cái hệ thống xương khớp của chúng ta, có nghĩa là phục hồi lại các cái tế bào sụn khớp và bảo vệ cái tế bào xương sụn, nó tránh những cái tác động từ bên ngoài. Do đó khi chúng ta sử dụng lâu dài thì nó sẽ làm cho ngoài cái tác dụng giảm đau ra còn có tác dụng là làm phục hồi lại cái hệ thống xương khớp của chúng ta. Vâng, thưa bác sĩ, ban nãy bác sĩ có nhắc đến việc kết hợp giữa y học cổ truyền và khoa học hiện đại trong việc điều trị những bệnh về xương khớp. Cụ thể bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn cái sự kết hợp đó là như thế nào ạ? Có rất là nhiều dược liệu và có rất là nhiều cái cách kết hợp. Tuy nhiên hiện nay thì ở Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã chiết xuất ra được một cái hoạt chất, đó là KGA1 từ cây địa liền, là một cái cây mà nó có rất nhiều ở Việt Nam chúng ta. Hoạt chất này đã được chứng minh là có tác dụng là giảm đau kháng viêm rất là tốt. Thì bên cạnh đó các nhà chuyên môn đã phối hợp KGA1 này của cây địa liền với lại cái bài độc hoạt tăng ký sinh, là một cái bài thuốc cổ phương đã được sử dụng từ lâu đời lắm rồi. Cái bài thuốc cổ phương này cũng có tác dụng là giảm đau kháng viêm, nhưng bên cạnh đó lại gia thêm những cái vị thuốc mà có tác dụng là gì? Phục hồi lại cái tế bào sụn khớp. Do đó nếu chúng ta sử dụng lâu dài thì ngoài tác dụng là giảm đau ra thì cái sụn khớp của chúng ta cũng như xương khớp của chúng ta nó sẽ phục hồi lại, và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó thì để bổ sung cho sụn khớp hoàn hảo hơn thì các nhà chuyên môn người ta đã gia thêm cái collagen type 2. Collagen type 2 là một loại collagen của cái sụn khớp.
Do đó khi phối hợp ba cái nhóm dược thảo lại làm với nhau thì nó sẽ gây được một cái tác dụng là thứ nhất là giảm đau và kháng viêm. Cái thứ hai nữa là nó phục hồi sụn khớp, do đó nó sẽ làm lâu dài, nó sẽ làm cho chúng ta là gì? Hoạt động trở về phục hồi hơn. Và cái thứ ba nữa là nó lại không gây cái tác dụng phụ trên cái hệ thống đường tiêu hóa giống như là những cái thuốc giảm đau mà chúng ta Tây y chúng ta có. Vì trong những cái hoạt chất của các cái dược thảo này nó lại tác dụng là điều hòa lại cái hoạt động của hệ tiêu hóa. Và đặc biệt các bạn chú ý là chúng ta không nên sử dụng những dược thảo mà không rõ nguồn gốc, hoặc là chúng ta nghe truyền miệng nhau thì như vậy nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Vâng, thưa bác sĩ vừa nhắc đến một cây thảo dược, đó là cây địa liền. Vậy thì cái thảo dược này mình mua ở đâu và mình chế biến để sử dụng như thế nào ? Cái xu hướng hiện nay của dược thảo là người ta không khuyến cáo là các bạn đi mua tự về để sử dụng. Các bạn nên đến gặp những cái nhà chuyên môn để có một cái hướng dẫn cho cụ thể. Vì sao? Vì khi sử dụng dược thảo nó phải có nguồn gốc rõ ràng. Nếu chúng ta không có một cái nguồn gốc như vậy nó sẽ làm không tốt cho cái sức khỏe của chúng ta. Hiện nay thì với những cái công nghệ dược hiện đại thì các nhà chuyên môn người ta đã sản xuất ra nhiều cái loại dược thảo mà nó được kết hợp lại với nhau và bào chế theo cái công nghệ hiện đại. Do đó nó lại giúp cho chúng ta tiện dụng hơn. Thì các bạn có thể là sử dụng, có thể tìm được những cái sản phẩm này ở những cái nhà thuốc trên toàn quốc của chúng ta hết á. Và các bạn sẽ nói là những cái sản phẩm có những cái thành phần này thì các chuyên viên người ta sẽ giúp đỡ cho mình để tìm ra cái sản phẩm cho đúng cái hướng của mình. Viên xương khớp Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi INBC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng đã nhận được khá nhiều câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình thông qua số điện thoại tổng đài 1800 1156. Xin được kết nối với vị khán giả đầu tiên ạ. Chào bác sĩ, tôi bị thoái hóa đốt sống đã 3 năm nay. Tôi bị đau cứng, mỏi ở vùng vai, nhất là khi ngủ dậy. Hiện nay tình trạng đau nhức lan xuống tứ chi, làm tôi đi đứng khó khăn và hạn chế vận động. Vậy tại sao thoái hóa đốt sống lại gây ra tình trạng này? Tôi có dùng sản phẩm hỗ trợ điều trị có chiết xuất KGA1 của Viện Hàn Lâm mà bác sĩ vừa chia sẻ được không? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin mời bác sĩ cho tư vấn ạ. Cảm ơn câu hỏi của chú Nam. Với tình hình của chú thì trước mắt là nên đi khám để xác định cho rõ. Nếu bác sĩ xác định là chỉ có cái thoái hóa của cuộc sống mà thôi thì chú có thể sử dụng sản phẩm, và chú ý là chú nên cố gắng là duy trì điều trị lâu dài. Vì sao? Đây là một cái bệnh lý mãn tính. Thì mong rằng những cái đóng góp này sẽ giúp cho chú có một cái phương pháp mà để mà điều trị hiệu quả hơn. Trong thoái hóa cuộc sống thì cái mục tiêu điều trị là, đầu tiên là mục tiêu điều trị là giảm đau kháng viêm, là để nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cái mục tiêu là điều trị cái nguyên nhân để giải quyết cái vấn đề triệt để cho cái bệnh lý của thoái hóa cuộc sống. Thì đây là cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý. Thì chú có thể là dùng những sản phẩm chiết xuất từ KGA1. Như vậy thì nó sẽ giúp cho chú có một cái hoàn hảo hơn. Tuy nhiên khi sử dụng thì chú nên có cái sự tư vấn của bác sĩ và sự theo dõi của bác sĩ. Như vậy nó sẽ giúp cho chú có một cái hiệu quả trong quá trình điều trị. Chúng tôi xin được kết nối với một vị khán giả tiếp theo ạ. Chào bác sĩ, tôi bị thoái hóa khớp đã 3 năm, đã dùng sản phẩm hỗ trợ điều trị có chiết xuất KGA1 của Viện Hàn Lâm. Sau 1 tháng tôi đã cải thiện tình trạng đau nhức khớp rất nhiều. Tôi muốn hỏi tôi cần phải lưu ý gì để giúp bệnh thì bệnh không quay trở lại? Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của cô Lan. Đây cũng là một trăn trở của nhiều người bị mắc bệnh thoái hóa cuộc sống. Thì thoái hóa cuộc sống là một cái bệnh cơ xương khớp mãn tính. Do đó nó đòi hỏi chúng ta phải có kiên nhẫn và có thời gian điều trị. Khi cô sử dụng những cái sản phẩm này mà có hiệu quả rồi thì tôi nghĩ cô nên sử dụng tiếp trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Và cái liều lượng nó sẽ được tùy thuộc vào cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cô nên có cái một kết hợp thêm với cái chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hiệu quả điều trị của cô tốt hơn và nó sẽ giúp cho cô cái trở lại cái cuộc sống của mình. Cô nên sử dụng thêm, tăng cường thêm các cái chất có nhiều chất đạm như là thịt cá chẳng hạn. Cái thứ hai là tăng cường thêm rau xanh trong chế độ ăn, vì trong rau xanh nó có nhiều các vitamin và chất khoáng và nó giúp cho sự hấp thu của các cái protein trong cơ thể. Và bên cạnh đó thì uống đủ nước trong ngày để cho chúng ta có một cái chuyển hóa tốt cho cái hệ thống cơ xương khớp. Nếu mà cô đi bơi được
được thì có thể đi bơi, còn nếu không đi bơi được thì cô có thể đi bộ. Như vậy nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường. Là vì sao? Là khi tập như vậy nó sẽ giúp cho máu đến nuôi cuộc sống, là một. Thứ hai là các cơ cạnh cuộc sống nó sẽ chắc lên, và như vậy nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta sẽ phục hồi lại tốt hơn. Vâng, xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ đã gửi đến cho quý vị khán giả của chương trình. Và bây giờ sau khi được lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, không biết là các nhân vật của chúng ta trong tiểu phẩm vừa rồi sẽ có hướng giải quyết ra sao? Mời quý vị cùng quay trở lại với tiểu phẩm. Trời ơi, nghe bác sĩ tư vấn xong chú thấy chú chủ quan ghê luôn á. Chú bệnh mà chú không đi khám. Ha, cái này mà để lâu ngày á, nó biến chứng nguy hiểm lắm á. Trời ơi, ông biết không, con gái ông nói á, ông đau dữ lắm. Đau nhức vai gái nè, ngủ không được. Tôi thấy nghe tôi xót xa giùm ông. Đó tôi mới đi mua thuốc, nhưng mà sau khi nghe bác sĩ nói nha, tôi thấy là trời ơi, Quang nói đúng á. Dạ. Mình muốn mua cái gì mình phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ của nó. Dạ, đúng rồi. Có sạch hay không, có được cái chứng minh lâm sàng hay không. Bởi vậy tôi nói ông đó nghe, ông không được là mua uống cái ba cái bậy bạ này nghe. Ai chỉ ông vậy? Trời ơi, nó phải khen chị nha. Sao? Thôi đừng khen tôi biết. Trời ơi, ông khen tôi người tốt gì. Thôi tôi biết rồi, tôi giúp đỡ ai, tôi giúp đỡ được, tôi giúp đỡ à. Chị ba phải thấy ớn luôn. Chị ba phải thấy ớn luôn. Trời ơi, hồi nãy chị nói là thuốc này của Tư Ớt á, cũng tốt lắm, kêu tôi uống đi. Rồi bây giờ nghe thằng Quang nó phân tích xong, cái nói là thuốc của thằng Quang tốt lắm, kêu uống đi. Giống gì cũng kêu tôi giọng hết trơn vậy. Thì tôi muốn làm người tốt, thì nghe người ta nói uống hết rồi tốt, thì tôi muốn cho anh uống để anh hết, anh tốt. Nhưng mà không tốt thì thôi, chứ có sao đâu. Thôi à, cô chú đừng có cãi nhau nữa. Dù sao cô cũng có ý tốt, nó muốn quan tâm đến sức khỏe của chú Bình. Đó. Nhưng mà chú Bình thấy không, bác sĩ nói rồi đó, bệnh tình của chú Bình á là phải đi thăm khám bác sĩ để mình biết bệnh tình mình như thế nào, mình điều trị theo phác đồ của bác sĩ, uống thuốc đúng liều lượng và mình kết hợp dùng những sản phẩm hỗ trợ điều trị chiết xuất từ cây địa liền. Ba cái thuốc đó nó tràn lan hết, biết cái đâu giả, biết cái đâu thiệt mà lần con. Dạ, ngày hôm nay qua thăm chú, con có quà tặng chú nè. Quà gì vậy con? Dạ, đây là sản phẩm có chiết xuất từ thảo dược giống như bác sĩ vừa chia sẻ đó. Dạ. Đâu, đưa coi. Dạ, đây. Nè, coi. Dạ, đây. Đây là viên uống chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, như tinh chất KGA1 từ cây địa liền. Sản phẩm của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kết hợp với bài thuốc độc hoạt ký sinh than và collagen type 2, giúp giảm đau, chống viêm và tái tạo sụn khớp, đặc biệt là hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp rất là hiệu quả. Ờ mà con, cái liệu trình sử dụng sản phẩm này sao vậy con? Tháng đầu tiên mình sử dụng mỗi ngày sản phẩm này là 2 lần, mỗi lần 3 viên sau ăn. À. Nhưng mà từ tháng thứ 2 á, mỗi ngày mình uống 2 lần, nhưng mà mỗi lần 2 viên thôi, cũng sau khi ăn. À, mình giảm dần bớt hả con? Dạ. Nhưng mà chú lưu ý nha, dùng sản phẩm á, phải dùng đúng liệu trình, tối thiểu là 6 tháng mới đạt được hiệu quả lâu dài. Dạ, chú nhớ rồi. Nó nghe nè, cô hỏi là cái đối tượng nào mới xài cái này được? Người bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, bị vôi cột sống, đau mỏi và nhức xương khớp, hoặc là người bị đau vai gáy, đau nhói và tê buốt chân tay là sử dụng được hết. Dạ, con tặng chú. Chú cảm ơn con nghe. Dạ, trời tốt ơi. Ghê luôn. Nè chị Phụng, mình sử dụng những cái sản phẩm mà chiết xuất từ thảo dược á, để cho nó an toàn và hiệu quả, và đặc biệt là không lạm dụng cái chất giảm đau đó, nghe chưa? Biết rồi, hơn nữa muốn uống cái gì phải biết truy rõ nguồn gốc của nó, xuất xứ đàng hoàng, chứ không có nên mua hàng trôi nổi. À, riêng rồi. Chị á, sao? Tôi có tâm sự nhỏ nhỏ như vậy nè. Từ đây về sau là không bán mấy cái sản phẩm, mấy cái thuốc tầm bậy tầm bạ trôi nổi thị trường, nghe không? Ảnh hưởng sức khỏe của bà con đó. Biết rồi, cái này là tôi tốt, tôi đi mua, tôi đâu có bán đâu. Của Tự Ếch với của ông thầy Sáu Sơn ở trên núi đó. Thôi được rồi, ngày hôm nay là mình rất là vui, đông đủ hết mọi người rồi. Với lại mình tìm được sản phẩm hỗ trợ điều trị cho bệnh của chú Bình á. Tốt rồi, bây giờ là vui cả làng. Con sẽ vô bếp nấu một món ăn đãi chú Bình và cô Phụng. Dạ. Quang ngân hai tay luôn. Thằng này ghê á. Giỏi dễ sợ. Ý mà tôi nhớ hình như nhà này nhà của anh mà. Đúng rồi. Ủa sao mà nó săn sá vô bếp vậy? Tôi không hiểu luôn á. Nhưng mà tôi biết á, tại vì anh có gái đẹp, nó muốn làm rể nhà này. Cái đứa mình nó hăng hái như vậy. Hèn chi. Lưu ý giúp điều trị thoái hóa đốt sống hiệu quả.
tập thể dục thể thao hàng ngày bằng các môn thể thao vừa sức giúp làm tăng độ dẻo dai của các cơ cạnh cột sống. Không mang vác, vận động quá sức hoặc sai tư thế. Duy trì cân nặng phù hợp, tránh áp lực quá nặng lên cột sống liên tục. Có chế độ dinh dưỡng phù hợp, cung cấp đủ vitamin, khoáng chất, canxi. Nên thăm khám bác sĩ khi có dấu hiệu đau mỏi xương khớp và điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nên sử dụng sản phẩm có chứa thảo dược KGA1 hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm, phục hồi sụn khớp thoái hóa, đem lại hiệu quả lâu dài, tránh tái phát cho người bệnh. Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh thoái hóa đốt sống để từ đó có phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn và mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh. Chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn cô Thanh Phương. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt. Nhãn hàng Khương Thảo Đan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ủa, cô chủ bị này lâu chưa vậy bà chủ? Tôi đâu có biết đâu, thì nó đi làm về rồi nó lên văn phòng. Vậy là cái bụng của nó yếu rồi. Bà chủ ơi, như vậy là cô chủ bị hội chứng ruột kích thích rồi đó. Hội chứng ruột kích thích là cái gì? Sao rồi đỡ chưa con? Mà mỗi lần con suy nghĩ căng thẳng á là nó quặn rồi con đi ngoài má. Chú nói là chú cũng đã từng bị bệnh như vậy. Tôi bị cái bệnh này cũng 4 năm rồi đó. 4 năm? Ai chỉ cái gì tôi cũng muốn kia uống tùm lum hết trơn, cuối cùng nó không hiệu quả.